Các bạn tin tôi đi, chắc chắn điều đó sẽ xảy đến với các bạn. Hôm nay cuối tuần trời rất là đẹp. Không biết các bạn có nghe tiếng chim hót hay không? Cho nên là tôi muốn livestream cái video này và chia sẻ với các bạn khi mà mùa xuân đã chính thức đến rồi. Và đằng sau lưng tôi, như các bạn đã thấy, là chúng ta đang thấy các hoa, các mầm của mùa xuân bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Các bạn có cảm thấy excited không? Tôi thì cảm thấy vô cùng hào hứng và rất là excited. Ok, các bạn nghe rõ đúng không ạ? Ok, good. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì khi mà nói đến mùa xuân, ở Mỹ chúng ta thường có một cái truyền thống là như vậy, ta gọi là detox hoặc là spring cleaning, tức là sự tẩy rửa, sự gọi là chúng ta tẩy độc. Thì khi mà nói tới những cái phong tục này, những cái gọi là văn hóa spring cleaning là chúng ta dọn dẹp vào mùa xuân, vào đầu xuân, cũng như chúng ta detox là chúng ta tẩy độc, chúng ta trừ diệt những cái độc tố. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn 7 cái điều mà chúng ta có thể, nếu mà các bạn quyết tâm, các bạn có thể bắt đầu làm trong 7 ngày trong tuần sắp tới, để mà chúng ta dọn dẹp lại cuộc sống của mình, tôi có thể dùng là như vậy, và tẩy độc, làm lại hết để cho cuộc sống của mình nó có một cái sự bắt đầu rất là tốt. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Và chúng ta sẽ bắt đầu các bạn nhé. Cái thứ nhất rất là đơn giản, một chuyện mà ai cũng có thể làm được, bắt buộc các bạn phải làm được, đó là dọn dẹp tủ quần áo của mình, đặc biệt là các chị em phụ nữ, đúng không mọi người? Chúng ta dù ít dù gì đó, chúng ta cứ tích trữ trong năm của mình rất là nhiều thứ linh tinh, từ giày, dép, quần áo của mình, của con mình hồi đó nó nhỏ, bây giờ nó lớn rồi, rồi nói chung là mình dồn lại, nó rất là bề bộn, nó chiếm chỗ rất là nhiều, rồi làm đầu óc của mình cũng rất là khó chịu. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn cái thứ nhất là chúng ta phải dọn dẹp cái tủ quần áo của gia đình mình. Như tôi thì hàng năm tới lúc này tôi phải làm đó là thứ nhất. Con của tôi nó lớn, những cái đồ tôi sẽ gom lại, tôi cho bạn bè con nhỏ tuổi hơn, cho gia đình, cho bạn bè. Nếu mà họ không lấy thì tôi bỏ lại những cái đồ đó, những cái đồ tốt đó, và tôi cho vào thùng và đi làm quà tặng từ thiện. Hoặc là nếu mà đồ nó tệ, nó rách nát rồi thì mình cứ quăng, mình dục và mình sort nó ra. Và những cái quần áo nào mà của Joshua ngày xưa bận lại còn rất tốt, và Levi bận, tại hai em cách nhau 4 năm thì Levi sẽ bận lại đồ của Joshua, tôi chia phân loại ra như vậy. Thì những cái đó nó làm cho tâm hồn của mình nó rất là gọn ghẽ mọi người. Và quần áo cho những người khác, cho bản thân mình cũng vậy. Thí dụ như tôi sẽ chia quần áo, cuộc sống mình rất là bận rộn đúng không các bạn? Nhiều khi mình bận cái gì mình cũng nhức đầu nữa. Cho nên tôi chia quần áo ra các màu cùng màu với nhau. Thí dụ màu trắng, tất cả đồ màu trắng, màu hồng, màu đen. Quần ra quần, áo ra áo, đồ đi chơi, đồ đi làm, đồ tập thể dục, đồ ở nhà vân vân. Mình để nó gọn gàng thì mỗi ly mình cần một cái, mình kéo nó ra là mình có được liền. Cho nên những cái mẹo nho nhỏ như vậy, theo màu sắc, theo chủng loại, phải tàn nhẫn một cách là dục, không cần là phải dục các bạn. Mình hay có cái tật là mình tích trữ sau này có dùng đâu. Bao nhiêu người ở đây là đồng ý với lại cô Lan giơ tay lên à? Tích trữ cho rất là nhiều nhưng mà rốt cuộc là mình không có dùng, và rốt cuộc là mình dùng có vài món thì ai để ý đã thấy như vậy. Giày dép quần áo đều là như vậy hết. Cho nên đây là cái lúc các bạn thanh toán những cái điều đó, tổ chức lại cuộc sống cho nó gọn ghẽ. Cái điều đó là điều thứ nhất các bạn nhé. Các bạn làm được đúng không ạ? Và cái thứ hai vô cùng quan trọng, cả nhà có muốn biết đó là điều gì không? Điều này hiện đại nhưng mà vô cùng cần thiết, đó là chúng ta phải giải độc về mạng xã hội digital gọi là social detox. Có rất là nhiều cách các bạn. Thí dụ như bạn thấy bạn có thể kỷ luật là bạn không lên mạng luôn trong một cái thời gian nào đó, tùy các bạn. Một số các bạn phải làm ăn trên mạng thì cái chuyện đó là dĩ nhiên bạn phải lên mạng, nhưng mà có rất là nhiều sự chọn lựa. Hoặc là mình tắt nó một thời gian, mình nghỉ một thời gian, hoặc là mình có thể unfriend bớt một số bạn trên mạng xã hội chẳng hạn. Mình sẽ bỏ bớt một số bạn mà gì, chúng ta không có tương tác với nhau, chúng ta không quan tâm đến nhau, chúng ta
chỉ có cái list là bạn vậy thôi, nhưng mà chật chỗ thì bạn cũng nên clean up bớt cho nó tập trung và nó gọn ghẽ hơn. Rồi những mối quan hệ không có giá trị bạn có thể clean up và bạn dọn dẹp. Trên phone của mình các bạn thấy cũng vậy, bạn có rất là nhiều app, bạn thấy cái app nào bạn không dùng thì bạn remove, tẩy và gì các bạn lấy nó ra bớt đi, thì những cái đó sẽ giúp cho các bạn, tôi gọi là detox, là chúng ta tẩy được những cái độc hại, những cái vướng mắc trên mạng xã hội. Và thí dụ như trong hộp thơ của mình cũng vậy, đúng các bạn? Trong hộp thơ của mình, thơ trên Messenger, thơ trên email, các bạn cũng nên delete, bỏ, xóa những cái không cần thiết, những cái cuộc nói chuyện không cần thiết, vân vân, các bạn clean hết để cho nó thật là sạch sẽ và gọn ghẽ cho bắt đầu năm mới và vào mùa xuân. Các bạn nhớ nhé, khi chúng ta nói về sự tổ chức và sự gọi là detox về mạng xã hội, là chúng ta nhìn lại những mạng xã hội của mình, phone của mình, những app, những mối quan hệ, chúng ta cứ tháo gỡ bỏ. Ở lúc này chúng ta không có đem vào mà chúng ta phải bỏ đi. Bởi vậy chúng ta mới gọi là detox, chúng ta mới gọi là giải độc và chúng ta mới gọi là clean, tức là gì? Dọn dẹp và bỏ đi. Cho nên đây là lúc các bạn phải rất là kỷ luật, không dục, không dùng, dục, cảm thấy không cần thiết, dục, đã dùng rồi, dục, tất cả các bạn phải clean up rất là gọn gàng. Các bạn tin tôi đi, các bạn sẽ cảm thấy rất là thư giãn. Và thôi, kế tiếp là các bạn nhớ là chúng ta bắt đầu tổ chức, dọn dẹp những cái chỗ khác trong nơi làm việc và trong nhà của mình. Thí dụ như gì các bạn? Nào là văn phòng nè, nào là nhà bếp nè, nào là phòng ngủ nè, nào là ngoài garage nè, nào là ngoài vườn nè. Các bạn cũng bắt đầu đến những cái nơi đó để bắt đầu quăng, vớt và dục bớt. Nồi niêu son chảo trong bếp của mình sẽ có rất là nhiều thứ đã quá đát quá hạn rồi, quăng, dục. Trong tủ thuốc của mình có rất nhiều thuốc cũng đã quá đát quá hạn rồi, quăng, dục. Có rất là nhiều thứ các bạn cần phải quăng dục trong các phòng của chúng ta, văn phòng của các bạn, giấy tờ trong văn phòng, trong file, đúng các bạn, hồ sơ trong tủ, vân vân. Những nơi đó các bạn phải tìm ra được và chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ để quăng dục. Và ngay cả thư viện, ngay cả tủ sách của mình cũng vậy các bạn. Nếu như những sách báo chồng chất mình cứ tiếc, nếu như các bạn là sưu tầm thì là một chuyện khác. Nhưng mà tôi biết có rất nhiều người là tiếc, là để dành những cái báo ngày, báo giờ gì đó, ở những cái tờ tạp chí gì đó, chồng chật nhà, mọt mối vân vân, rất là nhức đầu và rất là mất vệ sinh và choáng chỗ của mình. Đã đến lúc các bạn làm gì các bạn? Mọi người comment ở đây ạ. Mọi người comment giùm tôi ạ. Yes, quăng dục, quăng dục. Và kế tiếp là chúng ta sẽ giải độc trong những mối quan hệ của mình. Bao nhiêu người bạn ở đây cảm giác rằng là trong năm qua, trong những năm tháng qua, chúng ta có những mối quan hệ độc hại? Tôi chắc chắn các bạn sẽ có. Tôi cũng có vậy. Những mối quan hệ đó từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, trong gia đình, trong bạn bè của mình. Ok, thì đây là lúc mà chúng ta nhìn lại mối quan hệ của các bạn với người thân của mình, khi chồng, vợ, người yêu, con cái, rồi gia đình, cha mẹ, bạn bè, vân vân và vân vân. Như là một số người mà chúng ta có quyền, có sự lựa chọn là buông, cho ra đi. Thì đến đây là cũng cái lúc các bạn nhìn lại, các bạn thấy mối quan hệ khách hàng này không đi đến đâu, bạn có thể mời người đó đi qua làm ăn với đối thủ của mình. Hãy buông người khách hàng đó. Và có những lúc bạn sẽ có những người bạn, bạn cảm thấy họ đem đến cho mình nhức đầu, họ đe coi mình như là một cái sọt rác. Họ, những cái gì mà lúc mà họ vui vẻ, họ có lợi lộc này nọ, họ biến đâu mất tiêu. Hoặc là họ có người yêu, họ có những mối quan hệ tốt, họ biến mất tiêu. Nhưng mà khi mà họ thất tình, khi mà họ hết tiền, khi mà họ đau khổ, thì họ mới tìm đến mình giống như mình là cái thùng rác. Và họ quăng tất cả những cái thứ mà độc hại để trong đầu mình, bắt mình nghe. Hoặc là có những người khi mình gần họ là mình nhức đầu, mình cảm thấy mình thất bại, mình chẳng có một cái gì tích cực hết. Thì đến lúc bạn nên can đảm buông, chấm dứt, là như vậy. Và tôi rất là kỷ luật trong việc đó. Những mối quan hệ
những cuộc nói chuyện, những mối quan hệ mà tôi cảm thấy không đi đến đâu và nó cái nhiều cái độc hại hơn, và tôi có quyền buông bỏ nó, thì tôi rất là sẵn lòng. Bởi vì thời gian của chúng ta rất là quý báu, chúng ta không có mua thêm được thời gian, dù bạn là người giàu nhất trên thế giới này. Cho nên thời gian vô giá lắm. Tôi chỉ dành nó cho những gì điều tích cực cho bản thân tôi, cho gia đình tôi và xã hội và những người chung quanh. Còn những gì tiêu cực, những gì kéo tôi xuống, tôi thẳng tay, tôi dạt nó qua một bên, và tôi không có để nó ảnh hưởng đến cái năng lượng và cái thời gian vô cùng quý báu của tôi. Vậy thì bạn làm điều gì? Các bạn thể viết comment ở đây. Có bao nhiêu người ở đây? Tới đây là lúc bắt đầu gật đầu. Cô Lan nói rất đúng rồi. Mình vẫn còn nể cả, mình vẫn còn bị, chẳng hạn như là bị áp lực xã hội, nếu kéo làm những cái chuyện mà mình không muốn, không thích, nhưng vẫn phải làm vì nể cả, vì sợ, vì những cái áp lực xã hội. Các bạn comment ở dưới đây. Tôi nghĩ là chắc chắn các bạn có vấn đề đó. Ai cũng vậy chứ không phải không. Ngay cả tôi, nếu mà tôi không có đủ can đảm mà gọi là cương quyết á, thì mình cũng sẽ bị nể cả, làm một số những cái chuyện rất là tào lao. Cái sức mạnh của chúng ta ngày hôm nay các bạn không phải là bạn say yes, mà là bạn phải có can đảm, biết say no, biết nói không, để mà mình tập trung thời gian, quý báu sức lực, quý báu của mình, làm những việc đem đến giá trị cao nhất. Chứ không phải là mình cứ gặp ai rủ cái gì, ai mời cái gì, ai xin cái gì mình cũng say yes, thì cái đó không phải là điều tuyệt vời. Và cái điều kế tiếp mà chúng ta phải làm vào đầu xuân này, wow, by the way, các bạn có nghe tiếng chim hót không? Tiếng chim mùa xuân hót rất là dễ thương, các bạn có nghe không ạ? Ai có nghe các bạn comment ở dưới cái chữ yes. Yes, yeah, tiếng chim rất là dễ thương. Dạ, yeah. Thì cái điều quan trọng hơn nữa đó là các bạn đến lúc này các bạn phải kiểm tra và tẩy độc lại cái đầu của mình, cái tư duy của mình. Đó là gì? Các bạn nhớ có ba điều này. Thứ nhất đó là cái tư duy, cái suy nghĩ của mình, những cái nỗi sợ mà nó làm cho mình không dám hành động và đạt được những ước mơ và đạt được những cái mục tiêu mà mình ao ước trong cuộc sống của mình. Những cái hạn chế, những cái sự, nói chung là những cái niềm tin mà các bạn đã sai lầm đặt cho chính mình. Mình không thể làm được cái này, mày dở lắm, mày không có kỹ năng, mày mà làm được cái gì, vân vân vân. Những cái loại lòng tin kiểu đó các bạn phải tẩy cho nó, bởi vì nó rất là độc hại. Mà bạn phải xây dựng lại cái niềm tin mới, cái niềm tin mới. Tôi muốn chia sẻ các bạn một điều như thế này. Có những lúc tôi có một cái hình tượng envision ra, tôi muốn đạt điều đó, tôi thấy, hoặc là tôi thấy ai đó, tôi thấy một điều đó, tôi nói tôi muốn làm điều đó, tôi muốn trở thành người đó, tôi muốn đi đến cái nơi đó. Thật ra lúc đó tôi không biết, hoàn toàn không biết là sẽ làm như thế nào. Chỉ thấy đâu đó hoặc là tưởng tượng, mình cảm giác là mình muốn được như vậy thôi. Cái đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ nhì là các bạn bắt đầu tin tưởng và các bạn dấn thân vào làm. Chứ các bạn đừng nghĩ, trời muốn vậy thôi, nhưng mà là của người ta, làm gì mà đến được mình. Hoặc là mình dở lắm, mình nghèo lắm, mình thiếu cơ hội. Nói chung là các bạn chưa làm mà các bạn đã viện cớ. Các bạn chưa đi mà các bạn đã nghĩ cái cách mà thoái lui. Các bạn chưa dấn thân mà các bạn đã nghĩ đến cái cách chuồn, thí dụ như vậy. Và những cái đó nó sẽ làm các bạn mãi mãi mình ở một cái hạn chế rất là uổng, rất là phí. Bởi vì sao các bạn? Trong cuộc đời này các bạn nghĩ lại coi, như tôi đến ngày hôm nay sống hơn nửa cuộc đời rồi và cảm thấy rất là tiếc các bạn. Các bạn biết tiếc điều gì không? Tôi rất là tiếc là vì tôi ước gì mà cách đây khoảng 25 năm, có một người, có những người, có ai đó nói cho tôi nghe những cái điều này và đẩy tôi đi theo cái hướng này, thì tôi đã đột phá hơn biết bao nhiêu lần nữa rồi. Nhưng mà mình lại không có được cái cơ duyên để được nghe những điều đó, để được
tin những cái điều đó. Cho nên khi mà mình nhận ra, mình học được ra, thì mình cũng đã bị mất một số thời gian rất là phí và rất là uổng. Cho nên rằng là mình cảm thấy ước gì mình được nghe những điều này cách đây khoảng 25 năm. Và ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng là tôi muốn chia sẻ lại những điều này cho các bạn. Các bạn trẻ dĩ nhiên rồi, các bạn đừng lãng phí thời gian. Và những bạn lớn tuổi, và lớn tuổi như cô Lan hoặc là lớn hơn, thì lại mình càng không còn thời gian nào nữa để lãng phí. Mà hãy làm đi các bạn, hãy làm. Hãy tận hưởng cái cuộc sống này bằng những hình tượng, bằng những sự tưởng tượng, bằng những ước mơ, bằng những niềm tin, và bắt đầu dấn thân vào làm. Khi bạn làm rồi, bạn đi được một nấc cầu thang rồi, bạn sẽ bước lên được nấc thứ hai, nấc thứ ba, nấc thứ tư. Các bạn tin tôi đi, chắc chắn điều đó sẽ xảy đến với các bạn. Kế tiếp mà chúng ta cần phải giải độc, đó là giải độc những cái thói quen độc hại. Các bạn có thể liệt kê ra, tôi biết ở đây chúng ta sẽ có những cái thói quen độc hại. Tôi cũng vậy các bạn ạ. Ok, bao nhiêu người comment ở dưới đây đi các bạn, là bạn thấy là tôi cũng có thói quen độc hại. Các bạn có thói quen độc hại không nhé? Ai mà không có. Rất nhiều thứ, thí dụ các bạn là hay bê trễ, rồi hay hứa rất nhiều nhưng không làm giờ, rồi mình hay không hoàn thành một cái việc gì đó. Rất là nhiều thói quen. Thì lúc này là các bạn giải độc và liệt kê ra đó. Liệt kê ra đó nhưng không có nghĩa là các bạn giải độc hết. Các bạn chỉ cần chọn ra một cái và đưa ra mục tiêu là mình sẽ phải xóa bỏ nó, để mà thay thế nó bằng một cái thói quen mới hiệu quả và tốt đẹp hơn cho cuộc sống của mình. Và cái cuối cùng đó là chúng ta giải độc cơ thể của mình bằng cái chế độ ăn uống, bằng chế độ tập thể dục. Đúng các bạn? Và tôi đã nói rất là nhiều trong các cái video để mà làm sao chúng ta từ ở bất kỳ độ tuổi nào các bạn cũng có thể khỏe, trẻ đẹp theo đúng cái độ tuổi của mình, hoặc là có thể là trẻ và khỏe đẹp hơn cả ngay cái tuổi của mình. Thì những cái chế độ ăn uống, những chế độ tập thể dục đơn giản, chúng ta có bắt đầu bằng việc đi bộ, chúng ta có thể bắt đầu bằng cái việc là đi vòng vòng quanh nhà, chạy lên chạy xuống cầu thang, như vậy là rất là tốt rồi. Ăn uống cũng vậy, chúng ta không nên để những cái đồ mà mình biết nó không tốt trong nhà mình, trong tủ lạnh của mình là mình sẽ không có sẵn mình ăn thôi. Rất là đơn giản như vậy. Đúng các bạn? Chế độ ăn trái cây, hoa quả, da ua, những cái món cá, những món thịt trắng mà chúng ta không làm chúng ta không bị bệnh tật. Đây là những thứ rất là cơ bản mà trong 7 ngày tới các bạn có thể liệt kê ra để mà giải độc, cũng như là bắt đầu một cái cuộc sống mới rất là tốt đẹp kể từ năm này trở đi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đừng quên chia sẻ video này để trí tuệ lại được lan tỏa đến nhiều người Việt Nam hơn nữa. Xin chào mọi người. Bye bye. Believe, begin, become. Hãy tin, hãy bắt đầu và bạn sẽ trở thành.